Cha ơi, chị Ngọc đẩy biết đi. Bích leo lên lại đi, rớt cái gì vậy? Cái gì vậy? Nữa. Đi chị Ngọc leo xuống lưng kìa. Lại đẩy chị Ngọc đi. Lại đụng đụng xuống lưng chị Ngọc để nó. Sao con leo lên được? Con đụng chị Ngọc đi. Thay phiên nhau đi rồi rồi hồi chị Ngọc xuống rồi con lên. Đi đi. Rồi chị Ngọc cho em bé mượn chút xíu đi, rồi hồi nữa chị Ngọc lên. Ngọc chơi cầu tuột đi. Ngọc chơi cầu tuột đi. Rồi giờ em biết leo lên đi. Biết leo lên đi, kìa chị Ngọc nhường cho con rồi kìa. Rồi biết leo lên coi. Từ từ thôi kệ nó kệ nó. Đúng rồi. Rồi chị Ngọc đẩy nè. Nhẹ nhẹ nha. Nhẹ nhẹ. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi, giỏi. Rồi. Rồi. Đúng rồi, biết thích quá nha. Ngồi xích đu đã nha. Chào. Rồi. Ôi chào, ngồi xích đu kìa. Đem xích đu ngồi kìa. Gì dính gì vậy đó kìa, con lấy khăn lau đi, con đi lấy khăn lau đi. Đi đi. Biết đi lấy khăn lấy lau đi. Biết. Biết à, lấy khăn lau đi. Rồi thôi, biết ơi, bye bye. Bye bye, bye bye, mấy mấy phim nè. Bye bye, mấy phim. Con mèo nó kêu sao thôi, bắt chước với ba mình kêu con mèo nó kêu sao? Mèo. Long kêu biết. À đúng rồi, giỏi quá. Con chó nó kêu sao? Chó. Con chó sủa sao? Kẹo đó. Con mèo nó kêu sao biết?